Hôm nay vợ phơi phơi cau cho bà. Đây, bà đây, bà ngoại xinh gái. Bà ngoại xinh gái. Sếp cẩn thận, đem đẹp tí nào, sếp xấu quá. Trời, cẩn thận đấy thầy. Nhiều cau chưa đây? Đây một chậu cau nữa. Gì nhỉ? Ba mợ đi lên bà ngoại. Mợ lấy cau về. Sao nhiều như này á? Nhà bà ngoại mợ nhiều lắm. Cái này là chắc phải mấy mấy buồng nhá. Cau này là cau lùn. Cau lùn giống cây trước cửa nhà mình á. Vâng. Cái này là chắc về bà cắt ra. Bà cắt ra, bà bổ. Ôi sao nó mờ mờ này. Chắc là mỡ bổ hộ nữa. Vì nhiều như này cơ mà. Mờ mờ. Cái bổ đẹp như miếng nào, như miếng nào? Anh rất là kỳ công. Ui à, vừa nói xong mai mà hắn ta bóc luôn. Cái này mất cái lõi rồi. Đây này. Cái gì cứ bụt bụt bụt. Họ bắn đấy. Ui, con này nhiều nhiều vừa phải giải dày vào không hết được đâu. Cái kia cho sang bên kia mà. Ừ, nhưng cái này này nhiều này ăn bao giờ hết được. Ui nhanh lắm mà, có ăn một mình đâu, chia khắp xóm. Thế nhiều nữa sếp bảo sếp là lật nó lên chỗ này cho nhanh khô, còn gì nữa, hất nó ra, bà hất nó ra, nhưng mà nó chẳng dùng hết cái ngạc này ra. Bắn con chim hay bắn con gì không biết. Đi lấy cái mành để. Đi vào bà chơi đi mi ơi. Đây lấy cái này nữa để thôi thêm cái chỗ chậu kia. Phân luôn ở đây nhá. Ui, nhiều lắm anh.